Vâng, thân ái xin chào các bạn à. Hôm nay mình giới thiệu với các bạn một chiếc âm ly rất bình dân luôn. Đó là nhưng mà dòng của những cái thương hiệu cao cấp đấy, thương hiệu Luckman. Những âm ly Luckman thì chơi nhạc vàng nó cực kỳ hay. Nó rất tiếng chất âm của nó rất là thông thả và rất là dễ chịu tách bạch. Nó khác với đời nông hay là Pioneer, tiếng Luckman thì nó mềm, kể cả những cái đời tất cả các đời nào. Luckman hôm nay mình giới thiệu là con Luckman model của nó là L48X này. Các bạn xem trước mặt mũi của nó này. Con này khá khá là đẹp, còn còn khá là đẹp nha. Con này thì chơi những cái loa JB hoặc là những loa của Anh Quốc rồi thì rất ok này. Đây các bạn xem phía sau. Xem luôn phía sau của nó. Luckman L48X này. Đấy. Con này thì điện 100, công suất nguồn của nó là 180W. Rồi ok, nói chung cái ông ly còn rất đẹp này. Bây giờ chúng ta cái vỏ gỗ zin này. Bây giờ mình chúng ta cùng tháo vỏ gỗ ra để chúng ta xem phía bên trong của nó như thế nào nha. Các bạn chờ mình trong cái lát này, mình tháo ra. Đấy, con này thì chơi rất ok với những loa Advan hay là JBL hay là những cái loa Buchse của Anh Quốc rồi, chơi rất ok nha. Các bạn chờ mình trong giây lát này. Sau khi chúng ta xem về phía ngoài rồi, bây giờ mình tháo luôn cái vỏ gỗ ra để có anh em chúng ta cùng quan sát này. Dù rằng âm ly này ít tiền thôi nha, 6 triệu thôi, nhưng mà âm ly Luckman thì dòng Luckman chơi cực kỳ hay. Với một điều nữa là này, con này còn khá là đẹp ha. Các bạn nhìn nhìn bề dọc của nó này. Đây hai bên nè, nước nhôm nó còn mới toanh. Rồi xem phía sau một lần nữa này. Đây Luckman. L48X. Con này thì chạy điện 100, công suất là 180W. Công suất nguồn đấy. Còn bây giờ chúng ta xem phía trong này. Khá là đẹp phải không? Đẹp kìa. Con này chạy 4 sò thang sân ken. Cái bo mạch xử lý tín hiệu đầu vào này. Còn cái bo, các bạn nhìn thấy những cái chiếc áp, những cái sợi dây nguồn dây điện khá là đẹp. Phần rề. Rồi ok đấy, bây giờ chúng ta lật luôn phía dưới lên cho xem luôn nha. Các bạn chờ mình một tí này. Vâng, bây giờ ta dựng nghiêng cái âm ly lên để xem nè. Các bạn xem nè, nó mới giữ luôn, mới toanh đấy. Xem rất kỹ đi, chạy 4 sò thang sơn ken. Coi lần nữa rồi chúng ta test một bản nhạc nha. Đó, các bạn khá là đẹp phải không? Rồi ok, các bạn chờ mình giây lát, mình bỏ vào cái hộp để lại. Vâng, các bạn vừa xem xong cái nội thất và ngoại thất của chiếc âm ly Luckman L48X, và bây giờ mình kết với một đôi loa Avon khung chanh. Đôi Avon khung chanh thì mình cũng có làm một clip rồi. Bây giờ mình thấy cái đôi này nó cực kỳ hợp với cái âm ly này này, rất hay luôn. Mình ghép ra và giới thiệu với các bạn luôn. Đôi loa Avon khung chanh này có chiều rộng là 36, chiều sâu là 30 và chiều cao là 65. Đôi này được sản xuất tại Mỹ hay còn gọi là Mỹ nồi. Đôi này hay quay, có cái chép lồi ra ngoài. Trong Advan thì đôi này và đôi cam sành là cao nhất. Cao tiền hơn và hay hơn. Đôi này có bắt 30 và một cái chép chép mũi đỏ này. Đấy, thùng gỗ lạng khung chanh khá là đẹp nha. Đấy, các bạn nhìn từ xa, kể cả cái ai căng của nó, cái căng của nó cũng còn lại căng zin luôn. Cái căng vải bố. Đây, các bạn xem luôn chiếc bên này. Mình chỉ giới thiệu sơ qua thôi. Vì những đôi là mình có làm rồi. Đấy. Mới toanh, mới không có cái chỗ chê. Đấy. Mà bây giờ mình ghép với cái âm ly Luckman 4L48X thì cực kỳ hợp nha. Vâng, đấy hôm nay mình ghép một bộ này cũng khá là bình dân thôi. Cái âm ly 6 triệu và đôi loa 12 triệu. Đấy. Còn các bạn nào có nhu cầu về dây loa, dây các kiểu dây, dây loa dây AV mình bỏ mấy cái làm mẫu thôi chứ rất nhiều nha. Các bạn có nhu cầu thì sẽ liên hệ mình. Cái dây này to lắm. Cái đường kính như cái dây xanh này, đường kính là 2 phân 2 phân đấy,
những dây AV, dây loa sân khấu, rồi dây dây AV này. Đấy. Vâng, bây giờ xin mời các bạn này cùng nghe một ca khúc qua cái chiếc âm ly Lokman mình phối ghép với một đôi loa Ivan khung chanh nha, qua cái đầu dây mã Sony. Đôi dây mã Sony Dodat 57 AS. Đấy. Con này giá 6 triệu. Con này với con âm ly bằng nhau. Còn chiếc loa là 12 triệu. À, đôi loa chứ, 12 triệu. Bây giờ xin mời các bạn cùng nghe nha. Cực kỳ hay, không phải nhiều tiền mới hay đâu nha. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn những clip lần sau.